Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Clickbait Channel. Và trên tay của mình đây, đố các bạn biết là chiếc iPhone gì. Và thôi, chắc các bạn biết rồi, tại vì phần tiêu đề mình ghi mà. Đây chính là chiếc iPhone XR quốc tế. Và trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích tại sao nó lại có mặt ở đây và tại sao người dùng chúng ta nên tham khảo qua chiếc điện thoại này nếu có trong tay vào khoảng hơn 14 triệu đồng nhá. Đầu tiên thì như các bạn đã biết, iPhone XR ngay từ khi ra mắt thì nó đã không nhận được nhiều đánh giá tích cực đến từ người dùng. Tại vì với mức giá không hẳn là rẻ, tại vì nó cũng xấp xỉ so với chiếc iPhone X, nhưng mà trải nghiệm đem lại của nó không quá là cao, thậm chí là nó có phần đôi chút nó thụt hơi so với chiếc iPhone X. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, khi mà mức giá của em nó đã giảm và rẻ hơn rất nhiều so với những chiếc iPhone X, thì người dùng chúng ta lại phải đặt lại câu hỏi là mức giá rẻ hơn, người dùng chúng ta có nên mua hay không? Và câu trả lời của mình đó chính là có. Tại vì nếu ở thời điểm tại các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền là 14.390.000 đồng để có thể dinh ngay một chiếc iPhone XR 64GB còn bảo hành về, thì điều đó là điều rất tuyệt vời. Nếu so sánh với chính những chiếc iPhone X nhé, mình sẽ show cho bạn xem là iPhone X đang được bán ra tại Clickbuy với mức giá là bao nhiêu. Đây, 15.190.000 đồng cho hình thức 99% quốc tế cũ. Còn đối với chiếc iPhone XR này, các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền là 14.390.000 đồng là các bạn có thể mua cho mình một chiếc iPhone XR hình thức gần như mới 100% và còn bảo hành của Apple luôn. Mình sẽ show cho bạn xem này. Vào phần cài đặt này, các bạn kéo xuống phần cài đặt chung, phần giới thiệu nhé. Các bạn nhìn này, ngày hết hạn bảo hành của chúng ta sẽ là ngày 7 tháng 7 năm 2020. Tức là nếu mà tính đến thời điểm hiện tại, ngày hôm nay là ngày 27 tháng 8 ấy, thì chúng ta còn lên tới là gần 11 tháng, gọi là 10 tháng rưỡi đi, để có thể bảo hành. Thì gần như chiếc điện thoại này mới chỉ dùng có tháng rưỡi đấy. Thì nó là điều gì đấy, nó rất là tuyệt vời, đúng không? Và mình cũng thử check bằng Powertool để xem thời gian sạc của sở này ấy. Thì nó cũng chỉ sạc đâu đó chỉ vào khoảng là dưới 10 lần thôi, thì gần như là dung lượng pin của nó vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, hình thức bên ngoài nhé, mình cũng đã dành cả tiếng đồng hồ để có thể xăm soi các vết xước, nhưng mà mình không thể tìm thấy một vết xước nào nó quá to, thậm chí là những vết xước răm thì nó cũng chỉ là xuất hiện ở cái mức rất là nhỏ giọt. Tiếp theo, nếu so sánh với iPhone X thì iPhone X này nó cũng sẽ có một vài điểm nổi trội. Thứ nhất, chúng ta sẽ có cái hiệu năng mạnh mẽ hơn nhờ được trang bị con chip là Apple A12 Bionic cùng với bộ nhớ RAM sẽ là 3GB. Nó có thể đáp ứng nhu cầu người dùng chúng ta trải nghiệm là tuyệt vời hơn, từ những tác vụ nhẹ nhàng cho đến chúng ta chơi game đẳng cấp, điểm số AnTu cũng phần nào phản ánh được cái thế mạnh này. Chúng ta đạt điểm số lên tới là 329.000 điểm, trong đó thì điểm số GPU nó đạt lên tới là 143.000 điểm. Và nhiều bạn của mình ấy thì trải nghiệm chiếc iPhone XR này thậm chí còn cho điểm số nó còn cao hơn nữa cơ. Cái điểm cộng thứ hai đó chính là chiếc iPhone XR này có thời lượng pin rất tốt. Mình có thể đánh giá đây là một trong những chiếc điện thoại iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến giờ. Với dung lượng pin là 2.942 mAh thì iPhone XR nó đáp ứng nhu cầu của mình thoải mái trong một ngày, thậm chí là có hôm mình phải sử dụng đến từ 7 giờ sáng hôm nay đến tận 12 giờ trưa ngày hôm sau mới hết được cơ. Nên là các bạn tin mình đi, iPhone XR nó đáp ứng nhu cầu đa dạng của các bạn là rất tốt. Cái thứ ba đó chính là về phần camera. Nhiều bạn thì khi mình nói thế thì bảo là cái điện thoại này chỉ có một camera, còn chiếc iPhone X nó lại có hai camera thì làm sao? Nhưng thực tế trải nghiệm ấy, iPhone XR nó hơn gần như là trong hầu hết các cái điều kiện. Từ chế độ chụp ảnh thông thường thì chúng ta đã có Smart HDR này, chúng ta đã có cái khả năng tối ưu khung cảnh tốt hơn này, chúng ta sẽ có cái cảm biến mới giúp cho chúng ta có cái khả năng cân bằng trắng cũng như là đem ra cái bức ảnh nó có độ chi tiết cao hơn. Duy chỉ có một điểm đó chính là iPhone X nó có camera tele thì nó sẽ chụp ảnh chân dung xóa phông người nó dễ dàng hơn. Còn đối với chiếc iPhone XR này nó sẽ sử dụng cái thuật toán phần mềm để có thể xóa phông. Nhưng mà với trải nghiệm của mình thì cái khả năng xóa phông của chiếc iPhone XR này nếu so sánh thẳng băng ra, iPhone XR còn có phần nhỉnh hơn, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng. Tại vì nó sẽ sử dụng cái cụm camera chính này, nó có khẩu độ lớn hơn hẳn so với camera tele trên chiếc iPhone X kia. Nên là trong điều kiện thiếu sáng nó sẽ có cái khả năng làm mờ tuyệt vời hơn, độ sáng nó tuyệt vời hơn nữa. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã chia sẻ đến các bạn những cái cảm nhận của mình và những cái lý do khiến cho các bạn nên quan tâm đến chiếc iPhone XR ở trong phân khúc giá vào khoảng 14 triệu đồng.
Vậy thì các bạn thấy sao về dòng sản phẩm này? Hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.